Chùa Bà, Chúa Xứ, An Giang. Cúng hả? Vậy bà dẫn ấy đi. Lối vào, đọc sao mà ra chữ lội vào vậy? Để lên trên, cái cây rồi để lên trên nó tới cưng hạ, ta để không đồ để đặt đồ nữa. Cũng ngoài này cũng được. Cũng ngang nè. Đứng đây rồi quay ít cho thôi.